Video này mình sẽ phục hồi lại cái bo quạt Mitsubishi này với cái lỗi này mọi người này, bác ấy ghi rõ này, nổ IC thợ trước độ tụ nhưng lại hỏng, sau đó là lắp nguồn 5V, tức là họ tháo hết linh kiện của phần nguồn ấy, họ độ vào cái nguồn 5V bên ngoài ấy, thì lại được số mất túp năng và ngược lại. Tóm lại là độ nguồn 5V sau đó là bật số thì là không bật được túp năng, và nếu mà bật túp năng thì lại mất số. Mình thấy hiểu là như thế rồi các bạn nhé. Đây là một trong những cái đồ mà có cái bác gửi cho mình nên mình đang muốn sửa hết. Và đính chính cho mọi người là mà mình không nhận mọi người ở xa nữa nhá. Mọi người đừng gửi đồ cho mình nhá. Rất nhiều bạn xem những video mới thấy mình sửa một đồ cho mọi người ấy. Đây là những cái đồ mọi người đem đến tận nhà mình thì mình sẽ nhận, và mình cố gắng mình sắp xếp thời gian. Khi mình nhận là có thể mình nhận sẽ được rất lâu rồi đấy, nhưng hôm nay mình rỗi bắt đầu mình mới sắp xếp mình làm được. Chứ không phải là mình nhiều việc quá mà các bạn thông cảm nên mình không nhận mọi người ở xa nữa. Bởi vì nhận mọi người ở xa ấy, là sửa thì ok đấy, nhưng mà vấn đề lại đi gửi lại nữa mà cả một vấn đề các bạn ạ. Mình một mình không có thời gian. Thì con này thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ sửa nguồn đã. Mình sẽ phục hồi lại cái nguồn di bản cho bác này các bạn ạ. Sau đó là ví dụ như nó bị lỗi lệnh chân chức năng IC hoặc là lỗi check thì mình sẽ xử lý. Và kể cả mình do mình phục hồi mình làm video ấy, kể cả con này có chết con IC, chất chân chức năng IC, mình cũng sẽ có mình thay nhá. Mình cũng có hình như hai cái bo như này. Còn hai cái bo như này, bọn có dư IC to như này mọi người ạ, vẫn sống. Thì để mà phục hồi con này thì mình đã có những video chia sẻ rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra, sẽ dùng hai quận L quận cảm. Quận cảm này có giá trị, chúng ta vào Google chúng ta mua là quận cảm 1 mini Henry nhá. 1 mini Henry, còn ngày xưa thì mình bảo là mình quấn ấy, quấn mà đang hai khoảng tầm 180 200 vòng, nhưng bây giờ mình mua sẵn rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy có một đốt chỉnh lưu thì mình đã lấy một con 1L4148 sẵn này. Rồi mình cần một con IC nguồn. Con IC nguồn hiện tại mình đang dùng là con IC là NLK364 chính hãng nhá, mình mua chính hãng của West linh kiện chất lượng, mình hay mua West đấy. Chúng ta có thể mua NLK302 hoặc NLK304 hoặc 305, 306 cũng được, nhưng hiện tại mình đang còn vài con NLK364 nữa nên nắp vẫn ok và khỏe là khác các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ cần hai con tụ 400V hoặc 450V 4.7mm ấy. Thì đợt trước mình có la là nhập một lô này rồi. Tụ này 1000 để độ tụ này, 10V 1000 này. Thì đây chính là con tụ của Capson này, là 400V 4.7mm này, hoặc là như hôm nay mình sẽ thử dùng con tụ là cũng của Capson là đấy, mọi người lại không nhìn được chỉ số của nó. Là 400V 6.8mm, như vậy là nó sẽ dung lượng nó lớn hơn càng tốt nhá, hoặc thậm chí 10mm thì càng tốt nữa mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái loại tụ bé bé như này. Tụ này là tụ mình mua của một cái web trên Shopee, cái bạn gì ấy, mình giới thiệu cho mọi người mua tụ theo cân ấy, mình chả nhớ nữa. Mình mua một dành mục đích là chỉ phục vụ để sửa cái quạt Mitsubishi này. Tụ 400V 5.6 rồi là 6.8 với lại 4.7 các bạn ạ. Và thậm chí chúng ta có thể lắp con tụ chỉ đã 500V mình cũng có ở cái tụ theo cân kìa, nên mình phải cần hai con tụ này nữa nhá. Chúng ta phải còn có cả tụ nữa. Thì như vậy là những con linh kiện như vậy là hết rồi. Đây con tụ là nguồn VG cho nó. Con tụ này thì zin bản của nó 100 nhưng thợ trước họ thay bằng 470 thì càng tốt. Vẫn ly chi con ok thì mình cứ để nguyên nhá các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ phục hồi lại cái bo nguồn con này. Đây là họ độ âm dương của mạch nguồn. Ô chết, phải bật quạt, không khói đầy lên mũi miệng. Video này các bạn xem cho vui thôi, nhưng mà bạn nào mà biết muốn biết kết quả thì xem rõ nhá. Và các bạn biết muốn biết được tại sao mình lại cần kiểm, mình lại có một con DZ này nữa, 546 này nữa, thì các bạn sẽ xem tại sao nhá. Mình độ muốn thay đổi thêm một số thứ để tăng cái độ bền, tăng cái độ an toàn các bạn ạ. Có thêm một con DZ 546. Mình đính chính là 546 nhá. Mình hút hết nó lên, ở đầu mình sẽ xỏ linh kiện vào. Các bạn xem cái kênh này các bạn sẽ thấy là mình sử dụng mỏ hàn xung rất là nhiều và nó tiện. Chỉ khi nào mình hàn nhiều thứ liên tục ấy, thì bắt đầu mình dùng mỏ hàn quick. Này con này nó do con tụ nó bị vẫn còn chân nằm ở đây này. Nó dỉ nó đứt chân đấy. IC là LK364 nhá. Zin bản của nó là 304 hoặc là 302, tùy model, tùy đời.
Cái mạch quạt này nó có nhiều kiểu nhá, nó sẽ có nhiều kiểu, nhiều co mạch thì nó sẽ có cả cái con NTC giảm dòng lạc, con LTC, con PTC cũng chả nhớ lắm. Con L này thì chúng ta cứ câu cứ cắm vào thôi nha, chúng ta cũng không cần biết chiều đâu nhá mọi người nhá, chiều nào cũng được. Thiết của anh Sakura dùng cũng chất phết, bởi vì nó có cái nhiều cái dung dịch hàn nó nhiều, tức là khi hàn nó có bốc khói nhiều chẳng hạn, hoặc là nó ra nhiều cái mỡ xung quanh ấy, hàn khá tốt. Mình muốn nó hàn nó lên kịch lên để vận chuyển nó không bị vỡ, chứ nếu để cao lên quá đôi khi nó cao cái chân lên ấy, khi nay là nó bị gãy chân, gãy cái mạch in ở đằng sau này này, nên mình đang muốn cố gắng là làm như thế cho nó hơi lâu một chút, nhưng mà bởi vì họ tháo ra mà, chứ nếu mà làm sửa cho khách thì mình không cần như thế đâu. Chắc cái bác thợ sửa cái này là không xem view của mình, không sửa zin được. Sửa zin rất là dễ, linh kiện mua cũng là dễ mà mọi người. Như mình thấy họ hoạt động nhiều linh kiện lắm nhá các bạn ạ. Đây là những linh kiện như cái còi họ cũng tháo ra họ lắp vào này, rồi điện trở này họ hàn lại hết nhá. Điện trở hạn dòng chả biết cho cái gì, nhưng đây mới điện trở hạn dòng. Như cái mạch này hay nhỉ, mạch này nó có trị số linh kiện nhé, 560 ohm này, 33k này các bạn này. Đó, bây giờ là hai con tụ, xem con tụ nào xịn nhỉ. Tụ lạ cũng được đi, một con 5,6 đi. À, một con 6,8 đi. Mình muốn mua cái tụ bé này, mục đích đấy là khi mình sửa ấy, là nó có thể lắp tròn bên trong được, tức là lắp cái hộp hộp chống nhiễu được đấy các bạn ạ. Chứ tụ to, cái tụ kia đây mình thử lấy cái tụ to lắp một con xem nào. Đây là 450V 6,8 hoặc 500V 4,7 này. Trong cái lô tụ theo cân của mình cứ thỉnh thoảng mình vẫn thấy có con này, nhưng mình sẽ lấy hẳn con này đi. Lắp thêm trước. Tụ cáp son này, lắp một con này mình nghĩ là lắp vẫn vị trí đúng rồi. Đó, như vậy là không chạm đâu nhá. Ok nhá. NLK364 nhá. Hai em tụ nhá. Hai quận N nhá. Cứ làm xong lại phải dừng đi đón học, sau đó về làm tiếp. Đã hàn lại nhá, lợi dụng cái chân con tụ dài để câu sang vị trí con diốt đã đứt các bạn ạ. Đó, và bây giờ cho mọi người tham khảo về cái con này. Con này là mình trước hình như mình cũng đã từng có một video mình nói cho mọi người rồi. Đó là mình tăng chống chết con mờ su này. Thực ra là mình không phải học đâu, sau đó mình mới phát hiện ra có rất nhiều quạt mà nó chạy con LLK này cũng làm như thế nhá. Quạt của Hatari ấy, mình thấy như thế. Thì chúng ta thấy đây là dương, đây là chúng ta sẽ nhìn nhá. Cái dây di này mình vừa cạo này. Cái dây di mình vừa cạo này thì đây là âm bên trong, dương bên ngoài, nên mình sẽ đấu con diode như này. Mạch nguồn nó chỉ chạy ra 5V thôi mọi người nhé. Thì giả sử mà mạch nguồn có sự cố mà điện áp vượt quá 5V 6 là khi có sự cố ấy, dẫn tới là đôi khi là vọt cao đến 10V chẳng hạn, nó chết con mờ su này chẳng hạn, chất trên VCC thì là con DZ này sẽ ghim. Nó cũng như là một số cái mạch nguồn hãm trực tiếp ở trong nồi cơm điện tử của Toshiba ấy, là cái nguồn 12V đầu ra ấy, nó cũng hãm trực tiếp này. Thì nó luôn có một con DZ khoảng 14V hoặc là mười mấy V ấy, để nó ghim đầu ra đấy các bạn nhé. Thì đây là mình học lỏm từ các thiết bị khác kiểu dạng như thế đấy các bạn ạ. Không có thì mạch vẫn chạy bình thường, nhưng có cái là chúng ta làm như này ấy, để lần sau giả sử mà nó chết lại IC mà nó bị sốc dẫn tới là điện áp vọt cao ấy, thì đôi khi là nó sẽ vẫn bảo vệ được IC mờ su để chúng ta vẫn có thể sửa được nhé. Cái này là cái mẹo để tăng cái độ bền thôi, nên chúng ta sẽ thấy có thêm một con diode mình lấy ra nó là như vậy. Ôi rồi này mờ mất rồi.
trả đáng bao nhiêu tiền con này, vì lại mình lúc nào có sẵn, mình thợ lên mình cũng nào có sẵn những cái con như này. Đó, con tụ này vừa nãy nó long chân mình cũng đã hàn lại này. Và bây giờ là tiến hành test thử. Dương âm ok. Nhìn qua xem có lệch gì không, không lệch gì cả. Mình đoán là thợ trước họ độ cái nguồn 5V chất lượng không tốt, bởi vì cái vị trí để lắp con cái nguồn 5V ở trong cái hốc này rất là khó lắp luôn, bởi vì nó không có diện tích các bạn ạ. Muốn lắp phải đưa sẵn dưới chân đế cơ mọi người ạ. Nên do đó mà khả năng con cái nguồn 5V họ lấy cái sạc điện thoại đéo chẳng hạn, đôi khi nó còn chết cả một xu ấy các bạn ạ. Chứ 5V xịn thì nó sẽ ok thôi. Đó nhá, mình sẽ đo đồng hồ nhá. Đây, cho nó thấp xuống một chút cho mọi người nhìn. Mình đo trước này, dương âm đây nhá. Đấy, vào đầu mình kim điện này. Đấy, tít luôn. Đấy, 4,9 nhá. Đã ok nhá. Sửa rất là dễ nên khi cứ có đồ mà. Và bây giờ sẽ test xem là nó như cái bác em nói không. On đây này. Đấy, tắt screen này. Phím bấm được tra dầu hay sao ấy, thấy nó ướt ướt bên trong. Đó, bây giờ mình sẽ test tải xem đã sửa được khối nguồn ok rồi đấy nhá. Bây giờ sẽ test tải này thì mình sẽ lợi dụng cái bóng đèn này thì như là tốc độ, như là quạt, như động cơ quạt hoặc như là túp năng nhá. Thì nó sẽ có một dây com chung. Dây com chung chính là cái dây này này. Chính là dây ở đây. Sau đó là cái dây còn lại. Cái dây còn lại đi cho các cô chỉ nó đi tới chân T1 các con chiếc là các khóa điện tử ấy, thì nó sẽ đóng sang bên này. Thì đây là một công tắc, đây là một công tắc, đây là một công tắc. Mình cứ bật cái công tắc nào đóng thì mình sẽ bóng này sẽ sáng nhá. Nó là giả tải thôi. Để xem đây, bác ấy nói là và là sửa được cái này nói kia, mình nghĩ là do cái nguồn nó thôi. Để kiểu gì sờ cho nó đỡ bị. Để sang bên này đi, cái này đi. Mày chạm sang cái này thì chết toi. Đấy, để như này nhá. Mọi người không nhìn được. Xem có hỏng chiếc, hỏng tiếp gì không. Mình ghim điện này. Rồi bây giờ test thử xem cái nào sáng không nhá. Cái này không sáng này. Cái này cũng không này. Không cái nào sáng cả. Cái nào sáng là cái công tắc ấy hỏng mà. Bây giờ mình ấn on nhá. On này. Thì ấn on như này thì nó đang số 1 chạy nhá. Thì là cái số 1 chạy thì là cái không biết có phải đây là số 1 không. Đúng luôn này. Số 1 ok nhá. Số 2 chưa chạy đâu. Đấy, mình ấn số 2 này. Ở đây là một cách sắp tắt số in nhé. Số 2 này ok này. Số 3 này, mình ấn cái nữa là sang đèn số 3, số 3 sáng nhé. Đó, ok nhá. Như vậy là chúng ta sẽ thấy ấy, là mình bấm cái nào ấy, thì cái số 3 là cái led này sáng này. Thì tương đương với là cái khóa điện tử là con chiếc này nó sẽ mở thì tương đương đây sáng nhé. Và bây giờ là số in đang sáng. Số in đang sáng này. Đó, số in đang sáng và tắt số in này. Tắt đảo gió. Đó. Như vậy là chẳng qua chỉ là nguồn lỗi thôi. Tắt thì tắt hết này. Bật lại này. Con này nó nhớ screen đấy, mình tắt screen này, tắt này, bật này là không có screen không sáng đâu nhá, nhưng bật screen rồi ấy, thì tắt đi nó vẫn lưu lại nhá, bật nó vẫn sáng screen đấy các bạn ạ. Như vậy là cái con này để xem có lưu số không. Mình cho chạy ở số 2 nhá, mình tắt này. Sau đó mình vẫn đang ở số 2, mình bật cái xem con nó lưu số 2 không nhá. On này, nó lưu nhá, do con mở su nó lưu đấy. Như vậy là con này chỉ lỗi nguồn thôi. Còn đâu như cái mô tả ở cái tờ giấy ấy, đó là mình rút rồi mà vẫn có đèn sáng này, nó tích, hai con tụ nó tích ấy. Là do cái mạch nguồn nai vào nó có sự cố nên xảy ra như vậy các bạn ạ. Chứ thực tế là cái mạch này mình chỉ có sửa nguồn thôi, là nó đã ok. Với con mở su theo kiểu chân cắm này thì nó bền hơn con chân dán kia. Con chân dán SMD kia ấy thì khi bị nổ nguồn này rất hay chết nó luôn các bạn ạ. Như vậy là mình đã phục hồi xong một chiếc bo quạt Mitsubishi và nó sẽ trở về trạng thái như ngày xưa, như thiết kế của nhà sản xuất nhé. Và độ bền của nó ấy, thì còn phụ thuộc vào ấy, là IC và hai con tụ các bạn ạ. Đôi khi là tụ hỏng dẫn tới IC hỏng và là IC lởm hỏng nhé các bạn nhé. Và mình đã có một cái thao tác ấy, là mình đã chèn thêm một con DZ 5V6 ở đây. Mạch này hoạt động bình thường, đầu gọi điện áp ra chỉ 4V9 5V thôi mọi người nhé.
Thì con diesel này chỉ ở chế độ chờ thôi. Giả sử mạch có sự cố nhiễm sét hoặc là IC hỏng hoặc các thứ ấy, mà nó có sốc áp lên đây nó vượt quá 5V6 thì con này sẽ tràn để chống VCC chết. Nhưng con IC MSU này hình như điện áp của nó đạt đến tầm khoảng 7 hoặc 8V là nó chết hay sao ấy. Nó có cái thông số data set của nó đấy các bạn ạ. Các bạn ạ, nên do con này là con để chế độ bảo vệ thôi nhá mọi người nhá. Còn video này đến đây là kết thúc nhá. Hy vọng qua những cái video này sẽ chia sẻ, sẽ giúp ích được các bạn xem tham khảo khi sửa chữa hoặc là các bạn xem cho vui. Chào tất cả mọi người.